Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh. Phát huy vai trò giám sát của mặt trận các cấp trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ đội biên phòng Quảng Bình xua đuổi tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 8 tháng 4, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngay từ đầu năm 2016, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Về sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt trên 98% kế hoạch, trong đó đã chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng dưa hấu. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm đúng mức sau khi có 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay huyện Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo để có thêm 2 xã là Võ Ninh và Xuân Ninh về đích nông thôn mới trong năm 2016. Huyện Quảng Ninh cũng đã và đang tích cực chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư mang tính động lực trên địa bàn như khu quần thể resort giải trí thể thao FLC tại xã Hải Ninh, dự án mở rộng nhà máy may của công ty S&D. Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh cũng quan tâm chú trọng đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính tư pháp. Về công tác xây dựng đảng, đã tổ chức nghiêm túc ký cam kết thực hiện quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời ra soát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, kiện toàn sắp xếp lại các chức danh, vị trí cán bộ của các cơ quan đơn vị trong huyện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng gắn với thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của mặt trận đoàn thể. Thời gian tới, huyện Quảng Ninh sẽ tập trung chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch lúa đông xuân, sản xuất hè thu, đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn, duy trì sản xuất kinh doanh, giải quyết nhanh gọn các thủ tục, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn, chủ trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà huyện Quảng Ninh đã đạt được thời gian qua. Về những nội dung trọng tâm thời gian tới, đồng chí lưu ý, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh cần quán triệt thực thi có hiệu quả quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, làm tốt công tác chuẩn bị và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Huyện cũng cần xác định rõ những chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm trọng điểm để quyết liệt chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư mang tính động lực, đầu tư phát triển du lịch dịch vụ, nhất là du lịch tâm linh, coi đây là hướng thu hút, làm thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. Ngoài ra, cần quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô, chủ trọng công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và chỉ đạo thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Sáng nay ngày 8 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2011-2016, hội thẩm nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tham gia gần 4.000 vụ án, tính trung bình hàng năm mỗi vị hội thẩm tham gia xét xử được 5,5 vụ.
Khi xét xử, các vị hội thẩm nhân dân hai cấp đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và quan trọng. Ngoài việc trực tiếp tham gia vào công tác xét xử, các vị hội thẩm nhân dân hai cấp đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm tăng cường ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương sự nỗ lực của các vị hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời yêu cầu các vị hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ mới không ngừng tự học hỏi để nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ xét xử và nhiệt tình tâm huyết với công việc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh tạo điều kiện tốt nhất để hội thẩm nghiên cứu hồ sơ, nắm bắt đầy đủ nội dung vụ án trước khi xét xử, xây dựng cơ chế phối hợp giữa thẩm phán và hội thẩm nhân dân trong quá trình xét xử các loại án. Tại hội nghị, 14 cá nhân hội thẩm nhân dân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 17 cá nhân được Tòa án Nhân dân tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác xét xử nhiệm kỳ 2011-2016. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức. Tối qua ngày 7 tháng 4, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Từ Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã có buổi tiếp xúc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú tại tổ dân phố 11 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Trên địa bàn tổ dân phố 11 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới có 9 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó có 2 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội, 4 đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 3 đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Riêng đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ứng cử đại biểu Quốc hội. Các đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Từ Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Trần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng, mùng 1 tháng 5, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt quá trình hoạt động công tác cũng như những cống hiến và công lao đóng góp của các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đối với các cơ quan đơn vị trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhìn chung, các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cư trú ở tổ dân phố 11, phường Nam Lý đều gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, có đạo đức, phẩm chất tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt cho các ứng cử viên, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên và coi đây là động lực để các ứng cử viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Và hứa nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cử tri để phản ánh tới Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm và luôn xứng đáng là người đại biểu dân cử hết lòng phụng sự với nhân dân. Kết quả 100% cử tri đã đồng tình tín nhiệm đối với các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát nhằm góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thành công tốt đẹp. Hiện nay cùng với các cấp các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm thực hiện các nội dung của công tác bầu cử, góp phần để cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm. Một trong những nội dung quan trọng đã và đang được hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện, đó là phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận các cấp đối với hoạt động giám sát việc chuẩn bị và triển khai các nội dung của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo đó, hội đồng giám sát của mặt trận các cấp không mang tính quyền lực mà mang tính nhân dân. Việc giám sát của mặt trận các cấp được triển khai chặt chẽ bằng hoạt động phối hợp với các tổ chức thành viên, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và vận động nhân dân tham gia giám sát với cơ chế là theo dõi, phát hiện, kiến nghị. Xác định giám sát là nội dung quan trọng trong cái công tác mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường trực Mặt trận huyện đã xây dựng kế hoạch và lịch trình giám sát, đồng thời thành lập hai đoàn giám sát do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện làm trưởng đoàn. Bắt đầu triển khai từ ngày 20 tháng 3 thì đến nay, đoàn giám sát của Mặt trận huyện đã tiến hành được 11 cuộc giám sát. Thông qua cái việc giám sát này thì cũng đã phát hiện những cái khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong quá trình triển khai cuộc bầu cử để từ đó là có cái hướng dẫn khắc phục kịp thời. Thực hiện chức năng giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thành lập các đoàn giám sát độc lập do các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn về trực tiếp kiểm tra hoạt động chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trong tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực như giám sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Việc hướng dẫn thủ tục hoàn tất hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ, việc chuyển hồ sơ từ Ủy ban bầu cử sang Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, số lượng người được giới thiệu ứng cử so với số lượng đại biểu được bầu, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử. Qua kết quả giám sát bước đầu cho thấy Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động thực hiện các bước triển khai công tác bầu cử, đảm bảo đúng trình tự, đúng luật, như đã thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, tổ chức tốt việc triển khai quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, đúng luật và bảo đảm tiêu chuẩn cơ cấu thành phần. Trong thời gian qua, Thường trực Mặt trận các cấp đã triển khai tích cực cái công tác giám sát. Và hiện nay thì Mặt trận tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và đang tổ chức thực hiện 3 hình thức giám sát. Thứ nhất là phối hợp với Quốc hội, với Hội đồng nhân dân các cấp để tổ chức giám sát. Thứ hai là vận động nhân dân giám sát thường xuyên về bầu cử, mà nòng cốt là ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Và thứ ba là tổ chức các đoàn giám sát độc lập do ban thường trực mặt trận các cấp chủ trì. Nội dung giám sát tập trung vào tất cả các nội dung theo quy định của luật bầu cử. Nhiệm vụ giám sát của mặt trận khi được thực hiện tốt sẽ góp phần rất quan trọng trong việc đảm bảo thành công và thắng lợi của bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động giám sát của mặt trận các cấp được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình diễn ra cuộc bầu cử. Qua đó, để nắm bắt tình hình, đồng thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử nếu có, để hướng dẫn khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, thành công. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13. Điều 81 không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong trường hợp đại biểu Quốc hội phạm tội quả tang mà bị tạm giữ, thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Điều 82. 1. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu, có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng Dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác của nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ đại biểu. 3. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của đại biểu Quốc hội. Điều 83. 1. Quốc hội họp công khai trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín.
2. Quốc hội họp mỗi năm 2 kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội. 3. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới được triệu tập chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, do Chủ tịch Quốc hội khóa trước khai mạc và chủ tọa cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch Quốc hội. Điều 84.1. Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2. Đại biểu Quốc hội có quyền trình kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều 85.1. Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Trường hợp làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. 2. Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh. Hôm qua ngày 7 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện quy trình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong toàn huyện. Theo đó, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu phải xây dựng nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của cơ quan đơn vị mình nhằm nêu cao tinh thần thực thi chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, ngăn chặn phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề tiêu cực nảy sinh tại địa phương, cơ quan đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, kiên quyết thay thế những vị cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực. Tại hội nghị, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các trường học, phòng ban, trạm y tế và các địa phương đã ký cam kết thực hiện các nội dung theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hôm nay ngày 8 tháng 4 tại huyện Minh Hóa, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1 năm 2016. 3 tháng đầu năm 2016, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của hội, tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền và các ngành, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh sản xuất vụ đông xuân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Hội cũng đã trao trên 18.700 suất quà, trên 347 tấn gạo cho gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được tăng cường, việc sắp xếp cán bộ sau đại hội được thực hiện kịp thời. Toàn tỉnh cũng phát triển trên 460 hội viên và 450 triệu đồng tiền quỹ hội. Trong quý 1, các cấp hội cũng phối hợp tổ chức 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.800 hội viên nông dân, tổ chức tư vấn việc làm tại chỗ miễn phí cho trên 500 lượt lao động là con em hội viên nông dân. Thảo luận tại hội nghị, Hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất Hội nông dân tỉnh cần có sự phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hạ lãi suất cho vay vốn hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ phụ cấp cho chi hội trưởng hội nông dân. Với những kết quả bước đầu, trong thời gian tới, Hội nông dân các cấp cần tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua của hội, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng hội viên, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực lập các dự án giải ngân nguồn vốn để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, vận động hội viên nông dân thực hiện nghĩa vụ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Bộ đội biên phòng Quảng Bình xua đuổi tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam. Tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bản đồng giá niêm yết trong mùa du lịch 2016. Kinh doanh hàng đa cấp có xu hướng biến tướng tại Quảng Bình. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương về tình trạng khai thác đất san lấp trên địa bàn xã An Ninh, nhất là ở thôn Đại Hữu, chiều hôm qua ngày 7 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã trực tiếp đến kiểm tra tại địa phương này.
Tại thôn Đại Hữu, đoàn đã đến kiểm tra điểm khai thác thuộc đề án san lấp cải tạo môi trường có thẩm thu đã cấp phép cho ông Trương Văn Tự, thì thấy có máy móc đang khai thác dở, nhưng thời điểm đoàn đến kiểm tra thì không có người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh yêu cầu các ngành chức năng và lãnh đạo xã An Ninh kiểm tra xác định thông tin thì được biết đề án này có trữ lượng khai thác cho phép là 59.000 mét khối. Theo báo cáo của chi cục thủy huyện thì tiền nộp thủy từ đề án này mới chỉ ở mức 6.300 mét khối. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh yêu cầu địa phương cho dừng ngay hoạt động khai thác và giao cho công an huyện, chi cục thủy, Ủy ban nhân dân xã An Ninh mời Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra xác định lại khối lượng đất đã khai thác. Nếu khai thác vượt khối lượng cho phép phải truy thu số thuế chưa nộp đủ và quyết định đóng mỏ khai thác. Tại một số điểm khác trên địa bàn xã thì hoạt động khai thác đã được tạm dừng nhưng chưa hoàn trả san lấp mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh chỉ đạo xã An Ninh phải khẩn trương ký cam kết với hộ được cấp phép phải hoàn thành việc trồng cây trên đất được san lấp trước mùa mưa, đảm bảo theo cam kết môi trường. Nếu không thực hiện phải tiến hành xử lý theo đúng quy định. Sáng nay ngày 8 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 Đà Nẵng tổ chức đo kiểm, đánh giá mức độ phơi nhiễm trường điện tử của trạm BTS QBH0354 của Viettel Quảng Bình tại số nhà 454, tổ dân phố Nam Hồng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Toài, đại diện cho các hộ dân ở tổ dân phố Nam Hồng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới về việc sóng điện tử của trạm BTS Viettel Quảng Bình đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã nhận được công văn số 16 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hải về việc di rời cột BTS và công văn số 03 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Hải về việc đề nghị di rời cột BTS này ra khỏi khu dân cư. Để có cơ sở giải quyết những kiến nghị của nhân dân và trả lời chính quyền địa phương về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông và đơn vị kiểm định đã tiến hành đo kiểm tại 3 vị trí trong phạm vi của 3 hộ gia đình xung quanh địa điểm đặt trạm BTS QBH0354. Kết quả đo kiểm cho thấy mức phơi nhiễm trạm BTS tại các vị trí đo có cường độ điện trường chỉ đạt từ 0,0216 đến 0,0688 vôn trên mét. Trong khi đó, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện tử của các trạm góc điện thoại di động mặt đất công cộng của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định thì mức giới hạn phơi nhiễm cho phép có cường độ điện trường là 27,5 V trên mét. Như vậy, trạm BTS QBH0354 Viettel có giá trị mật độ dòng năng lượng nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại buổi đo kiểm, sau khi nghe ý kiến nguyện vọng của người dân và căn cứ vào kết quả đo kiểm được công bố, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông kết luận. Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Toại cho rằng cần di rời trạm BTS QBH0354 của Viettel Quảng Bình vì ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân là không có cơ sở. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ gửi văn bản báo cáo cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Về phía chính quyền địa phương, cần chỉ đạo tổ chức cuộc họp đối thoại trực tiếp với người dân để thông báo kết quả kiểm định, đồng thời giải đáp cụ thể những thắc mắc, kiến nghị cho người dân hiểu và yên tâm. Về phía Viettel Quảng Bình, cần ra soát lại hệ thống các trạm BTS trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy chuẩn, quy định của pháp luật, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự. Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa tổ chức xua đuổi thành công các tàu cá Trung Quốc vi phạm vào vùng biển Việt Nam cách cửa Nhật Lệ khoảng 19 hải lý về phía đông, cách cửa Danh khoảng 24 hải lý về phía đông đông nam, cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng 19 hải lý, nằm sâu trong vùng biển của tỉnh Quảng Bình. Vào lúc 8:45 ngày 7 tháng 4, nhận được tin báo có các tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt tại tọa độ 17 độ 37 phút vĩ độ bắc, 106 độ 54 phút kinh độ đông. Sau khi xác minh thấy rõ các tàu đánh cá Trung Quốc đã vi phạm sâu vào vùng biển nước ta, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai lực lượng do Trung tá Hoàng Xuân Long, hải đội trưởng chỉ huy biên đội, chia thành hai hướng bám sát các tàu cá vi phạm. Đến buổi chiều cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tiếp cận và tiến hành kiểm tra kiểm soát 6 tàu cá Trung Quốc, số hiệu Quỳnh Đan Ngư 17318 05259 05029 05088 12023 05018. Cả 6 tàu cá trên đều hành nghề câu đáy. Qua kiểm tra kiểm soát phát hiện có 28 ngư phủ và 6 tàu đánh cá này đều không có bất kỳ loại giấy tờ nào. Lực lượng tuần tra đã lập biên bản vi phạm, đình dấu tọa độ vi phạm, cảnh cáo
và tổ chức phóng thích 6 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam. Để bảo vệ lợi ích cho khách du lịch khi đến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại Quảng Bình và hướng tới việc xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện đối với du khách, đồng thời chuẩn bị tốt cho mùa du lịch năm 2016, tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, phục vụ khách du lịch. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý 2 năm 2016 được tỉnh Quảng Bình xác định là đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý 2 năm 2016 được tỉnh Quảng Bình xác định là đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt tăng cường kiểm tra quản lý việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kiểm soát chất lượng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thu hút đông du khách tham quan. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Dỗ Tổ Hùng Vương, bởi đây là thời điểm mà lượng khách du lịch đến Quảng Bình sẽ tăng cao. Sở Công Thương Quảng Bình sẽ phối hợp với các ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, kiểm soát chất lượng tại các khách sạn, nhà hàng, các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch tại các địa phương trong tỉnh. Nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Bình thân thiện, mến khách và an toàn, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra quản lý việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, phục vụ khách du lịch, tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung phát triển hạ tầng du lịch tại các điểm vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ, v.v. Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất, những năm gần đây, bà con nông dân ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng hàng hóa, mang lại thu nhập cao. Hiện nay xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch có 96 trang trại, gia trại cho thu nhập hàng năm từ 200 đến 250 triệu đồng. Những năm gần đây, tận dụng lợi thế về vùng đất gò đồi, nhiều nông dân đã mạnh dạn khai thác để phát triển kinh tế gia trại trang trại với các mô hình nuôi chim bồ câu thương phẩm, trồng cây lâm nghiệp và khai thác nhựa thông. Đặc biệt, nhiều mô hình đã triển khai hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng các quy trình sản xuất sạch theo hướng hàng hóa. Để khuyến khích nông dân mở rộng diện tích và nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, Hội Nông dân xã Quảng Châu đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời phát huy hiệu quả các kênh vay vốn giúp nông dân phát triển kinh tế và quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh hàng đa cấp đang có xu hướng tăng ở nhiều địa phương trong cả nước. Liên quan đến hoạt động này, một số công ty lừa đảo đã bị các cơ quan chức năng điều tra, phát hiện và xử lý. Tại Quảng Bình, chỉ trong một thời gian ngắn, với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, nhiều cơ sở kinh doanh hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh đã bị xử phạt vì vi phạm. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem đoạn hình ảnh do cán bộ chi cục quản lý thị trường cung cấp. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 22 doanh nghiệp trong và ngoài nước bán hàng đa cấp có đăng ký địa điểm hoạt động. Các doanh nghiệp này hoạt động tại Quảng Bình từ năm 2014 đến nay. Ngoài 22 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nói trên, qua điều tra thực tế, lực lượng chức năng còn phát hiện một số doanh nghiệp cá nhân mình nhà biển tường trong hoạt động bán hàng đa cấp. Các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh đa cấp biển tường bị xử lý, hầu hết đã ngừng hoạt động trên địa bàn. Nhưng với hình thức kinh doanh mà pháp luật chưa có chế tài đủ mạnh để quản lý và còn nhiều sơ hở này, mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh bị dụ dỗ lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng bất chính của một số tổ chức doanh nghiệp khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Để hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, chúng tôi vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình. Qua quá trình giám sát kiểm tra hoạt động này thì ông có đánh giá như thế nào về cái loại hình kinh doanh hàng đa cấp tại tỉnh Quảng Bình? Loại hình đa cấp ở tỉnh Quảng Bình thì sau khi các cái tỉnh thành khác lớn, đặc biệt là các cái loại hình đa cấp có cái một số doanh nghiệp biến tướng đã xâm nhập vào thị trường của tỉnh Bình, thì nhận biết cái tình hình thì lực lượng của trường đã chủ động và xây dựng cái chương trình kế hoạch để giám sát việc các cái doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên tỉnh Quảng Bình. Thì qua cái kiểm tra thì một số cái doanh nghiệp đã có những cái biến tướng nhất định để là có lợi dụng cái lòng tin của là người tiêu dùng, người dân để có những hình thức là chiếm dụng vốn và là quảng cáo các cái loại sản phẩm hàng hóa quá mức công dụng của cái sản phẩm, rồi là các cái hình thức là chi trả hoa hồng của người sau cho người trước với cái giá
với cái lãi suất cao, với cái hoa hồng cao để chiếm dụng vốn. Và thậm chí có một số cái công ty là thông qua cái bán hàng đa cấp để là kinh doanh buôn bán cái hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng nhập lậu. Và lực lượng quản lý thị trường đã xử lý một số cái doanh nghiệp vi phạm trong thời gian qua. Và cụ thể thì 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã là bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra xử lý, xử phạt vi phạm chính và tịch thu hàng hóa gần 700 triệu đồng. Theo ông, làm thế nào để người dân biết đâu là kinh doanh hàng đa cấp bất chính ạ? Người dân phải luôn luôn là bình tĩnh khi tham gia về bán hàng đa cấp và hiểu rõ các công ty, loại hình và đặc biệt là cái chiết khấu phần trăm của cái công ty đưa ra. Ví dụ là các cái hình thức nộp tiền mà không thông qua là bán hàng hóa thì đều là vi phạm pháp luật. Và với cái hứa hẹn của các cái công ty bán hàng đa cấp với cái lãi suất cao trên 50% thì đều vi phạm pháp luật. Và người dân phải bình tĩnh, tỉnh táo để không tham gia hoặc là tiếp tay lôi kéo là vào tham gia cái bán hàng đa cấp khi không hiểu rõ về cái công dụng của hàng hóa, về cái cách thức hoạt động của công ty. Là đơn vị quản lý về mặt nhà nước ở lĩnh vực này, thì trong thời gian tới, Sở Công Thương, đặc biệt là Chi cục Quản lý Thị trường, sẽ làm gì để hạn chế cái hoạt động kinh doanh hàng đa cấp đang biến tướng tại tỉnh Quảng Bình ta? Hoạt động về bán đa cấp thì qua cái kiểm tra trong thời gian vừa qua thì trên tỉnh Quảng Bình là Bộ Công Thương, Cục Quản lý Cạnh tranh đã cấp phép 22 doanh nghiệp. Đương nhiên trong quá trình thực hiện trên địa bàn thì là 11 doanh nghiệp là có hoạt động, mà đến tại thời điểm này thì còn lại 2 doanh nghiệp sau cái 7 doanh nghiệp bị quản lý trường xử phạt và không còn hoạt động trên địa bàn tỉnh. Còn 2 doanh nghiệp còn hoạt động thì lực lượng quản lý trường đã cắt cử cán bộ và giám sát cái hoạt động thường xuyên và sẽ xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cái bán hàng đa cấp ở trên địa bàn trong một thời gian sắp tới. Và chi cục đang còn tiếp tục thực hiện tốt cái kế hoạch giám sát cái hoạt động đa cấp trên địa bàn để là tránh cái trường hợp là các cái công ty bán hàng đa cấp lợi dụng vào cái lòng tin của người dân, rồi là quảng cáo, rồi là các cái hành vi vi phạm pháp luật khác để lôi kéo người dân tham gia về đa cấp. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 8 ngày 9 tháng 4 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa.